nay mình hướng dẫn cho các bạn làm bánh phục linh. Bánh phục linh gồm có lá dứa, với lại ta rửa sạch bó lá dứa, ta bỏ vào trong cái nồi này. Với lại ta cân nửa cái bột năng, ta cho đường với lại nước dừa. Bây giờ ta bắt đầu rang bột các bạn. Bắt đầu ta rang bột. Các bạn ơi, cái bột năng này mình phải rang á, khi nào mà cái bột nó bay lên và lá dứa nó giòn thì bột mới chín được các bạn ạ. Các bạn ơi, mình rang cái lá dứa là nó giòn rồi, nó chín rồi các bạn ạ. Bây giờ cái bột nó bay lên rồi đó, thấy cái bột nó bay lên này, thấy rõ ràng bột bay lên rồi. Và cái lá dứa nó giòn rồi là bột nó chín rồi các bạn ạ. Bây giờ con tắt bếp, bột bay lên. Các bạn ơi, bây giờ ta vớt lá dứa rồi các bạn. Các bạn ơi, bây giờ ta bắt đầu đi nấu nước dừa với nước đường các bạn. Bây giờ ta đổ nước dừa vào ta nấu. Mình mua 15.000 nước dừa. Mình cho vô đây một lạng đường, một chút vani. Giờ ta cho vô một chút muối. Bắt đầu ta bật bếp lên. Giờ mình quậy cho nước dừa nó tan các bạn ạ. Chỉ cần nước dừa nó tan thôi chứ không cần cho sôi. Các bạn ơi, bây giờ ta lấy quạt, cái nước dừa nó nguội các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ ta bắt đầu ta rây bột. Ta rây cho cái lá dứa nó rụng ra các bạn. Các bạn ơi, bây giờ ta chia bột ra các bạn. Chia bột ra để ta cho màu. Bây giờ ta bắt đầu chế nước đường vào. Này mình chế tí mà các bạn, không được chế nhiều đâu. Các bạn ơi, mình cứ phải chế từ từ vô như vậy. Sau đầu ta bóp nó nghiền như vậy. Ta nghiền như vậy đấy. Xong bắt đầu nó khô, ta đã tiếp tục chế tiếp. Các bạn ơi, ta bắt đầu chế nước sâm dứa vào các bạn. Ta chế từ từ thôi. Ta phải bóp nhuyễn như vậy này, ta nghiền như vậy này. Nghiền như vậy. Các bạn ơi, ta bột như vậy là được rồi các bạn. Các bạn phải nghiền như vậy này đó. Đó, nghiền như vậy này. Bây giờ ta nắm bột. Ta nắm cục bột được rồi các bạn. Ta nắm cục bột được là ta ép. Các bạn ơi, bây giờ ta bắt đầu ép bánh các bạn. Bây giờ mình bắt đầu lấy dao mình cạo như vậy nè. Rồi ta bắt đầu đổ bánh ra. Rồi ta xếp vào trong cái khay này. Các bạn ơi, bây giờ ta bắt đầu làm màu trắng các bạn ạ. Đó, ta lấy tay ta trộn từ từ như vậy. Chúng ta tiếp tục. Các bạn ơi, mình bóp vào nó tơi này các bạn. Tơi mà khi nào mà các bạn nắm vô được thì các bạn mới ép được nhá. Đó, mình phải ấy như vậy này. Để bắt đầu ta nắm được rồi này.
Nhưng mà tao lại là tao ép. Tao lấy dao tao gạt như mày. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Giờ tao bắt đầu ăn thử các bạn ạ. Ngon lắm các bạn. Xin chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Chúc cho đẹp. Rồi, xin chào các bạn.